em ly hôn rồi thì mình dừng lại đi anh không thích em đâu anh thích cảm giác ngủ với đàn bà đó có chồng thôi đấy là những lời mà anh dương người đàn ông mình yêu nhất người đàn ông mình chấp nhận đánh đổi mọi thứ để được ở bên nói khi biết mình vì anh mà làm tất cả chào mọi người mình là trang đang làm nhân viên văn phòng tại hà nội mình có một gia đình nhỏ với chồng và hai con trai nếu bạn nào đã lập gia đình độ hơn chục năm chật vật cùng chồng sinh tồn ở đất thủ đô này chắc sẽ hiểu được những bước bối và cảm xúc mình từng trải qua mình và chồng yêu nhau từ thời sinh viên ra trường ổn định rồi cưới chồng mình hiền lành chịu thương chịu khó tiền kiếm cũng chỉ vừa đủ mình cố gắng thu vén ngoài giờ làm anh đón con thi thoảng làm việc nhà và chơi điện tử nghe thì có vẻ như mọi ông chồng khác nhưng thật sự mình phát chán với người chồng và cuộc sống như thế này Tiền cuối tháng nào cũng hết, con cái thì nghịch ngợm, chồng thì cứ lạnh nhạt, chẳng có mấy thời gian tâm sự để tình cảm vợ chồng đi lên. Phải nói mình mệt mỏi với cuộc sống như này một, thì mình phải chán chồng mười. Mình đến phát chán, phát ngấy cuộc sống của mình trôi qua như ngục giam vậy, chờ đến khi mình gặp anh. Dương là sếp của chồng mình, năm ngoái mình đi du lịch cùng công ty chồng, đêm hôm ấy lạ giường không ngủ được, chồng thì say ngáy khò khò, mình mới ra ngoài đi dạo cho thoáng thì gặp anh. Cũng chỉ là biết nhau xương xương Không có chủ đề gì mấy ngoài chồng mình Câu qua câu lại Anh than thở vợ anh giờ chỉ tâm Quan tâm du lịch làm đẹp Váy vóc mỹ phẩm vô tâm lắm Mình như gãi đúng chỗ ngứa Bao nhiêu tâm sự tuôn ra hết Và thế là có tí men Mình ngã vào vòng tay anh Hôm sau gặp lại cả hai vợ như không có chuyện gì Nhưng tối đến chồng say ngủ Mình lại sang phòng anh Phải nói cái cảm giác ăn vụng lén lút Kích thích lại là người quen của chồng là cái gì đó rất gây nghiện mọi người ạ, à. lúc nào cũng cảm thấy không đủ. Sau hôm ấy về lại Hà Nội, mình và anh vẫn qua lại, thi thoảng buổi trưa lại hẹn nhau ra ngoài làm mấy nháy. Có mấy lần đang làm dở thì chồng gọi, thề cái cảm giác ấy dính lắm luôn. Mà chồng mình cũng biết chọn lúc, tự nhiên thấy chồng cũng đáng yêu. Không như chồng, anh Dương tình cảm, tâm lý, tinh tế và thực tế. Dù có chút không tử tế, mỗi lần gặp nhau anh đều tặng mình một món quà. Ngày lễ, ngày Tết là chuyển tiền số đẹp, 8 tháng 3 là 8 triệu 3, đỉnh điểm hơn 20 tháng 10 tận 20 triệu 1. Anh lại biết nói ngọt, anh khen mình, nói yêu mình. Từ khi ở bên anh, mình thấy mình như được ngược sống lại. Mình thấy mình như mới 18 đôi mươi, như lần đầu biết yêu vậy. Dương đem đến cho mình rất nhiều lần đầu tiên, và đặc biệt là cảm giác lần đầu tiên được yêu hết mình cuồng nhiệt cháy bỏng không như chồng bình yên đến phát chán mình bên nhau hơn một năm mà anh lúc nào cũng như mới gặp gỡ bỗng một hôm thấy cơ thể có dấu hiệu lạ mình đi siêu âm thì phát hiện ra mang thai hai tháng không suy nghĩ nhiều sắp tới sinh nhật dương mình sẽ ly hôn chồng mình tự do cùng đứa con trong bụng có lẽ là món quà tuyệt nhất với anh dù vậy mình vẫn thấy áy náy với chồng và cứ con hôm ấy mình đưa các con đi nhà bóng cả ngày các con lâu lắm chưa được đi chơi với mẹ còn chồng chờ các con ngủ say mình và chồng cùng đồng thanh anh em có chuyện muốn nói mình bỗng thấy sợ lên tiếng anh nói trước đi anh thấy em có bầu rồi hơn một năm nay mình không ngủ cùng nhau anh định xem em diễn đến bao giờ nhưng em tính lật bài rồi thì hôm nay chốt luôn mình khẽ sững sờ anh lại nói tiếp anh biết người đàn ông lấy là ai anh có chút bất ngờ mình ly hôn căn nhà này anh để lại cho em miếng đất ở ngoại thành anh giữ cho hai đứa xe anh đi hai đứa trẻ anh nhận nuôi dù sao thời gian vừa qua em cũng đâu để ý gì đến chúng nó nhanh gọn ngoài sức tưởng tượng của mình dù rất yêu hai con nhưng hai đứa trẻ cũng chính là ngục giam không cho mình đến với tình yêu mình đành phải để hai đứa lại vậy chồng ký giấy ly hôn cái trẹt hai đứa trẻ hình như cũng quen hơi bố không có bệnh trịnh khóc lóc như mình tưởng Lúc chuyển đi chỉ có thằng lớn hét lên Còn ghét mẹ Chồng quát nó Tiếng hai người cãi nhau xa dần Mình cảm thấy như trút được một gánh nặng Ngay sau đó mình nhận được điện thoại của Dương Anh hẹn gặp mình bảo có chuyện muốn nói Mình cũng vậy ấy thế mà khi gặp thái độ anh khác hẳn mọi ngày Khi mình vội vàng lôi cái que hai vạch Và tờ đơn ly hôn còn chưa tráo mực ra Mặt anh hết sức khó coi Không hề hạnh phúc vui vẻ như mình nghĩ Mình đang ngơ ngác Bỗng anh lên tiếng Chồng em hôm nay vừa xin từ chức Vâng, em và anh ấy vừa ký đơn ly hôn Chờ tòa gọi nữa là xong Chuyện tài sản cũng đã xong xuôi Vậy là em và anh có thể chính thức ở bên nhau Cùng con gái của chúng ta nữa Không cần phải lén lút, thật tốt Em ly hôn rồi thì mình dừng lại đi Anh không thích em Anh thích cảm giác ngủ với đàn bà đã có chồng thôi Còn đứa trẻ ấy thích là em tự nuôi Không thì bỏ nó đi Anh không thiếu con Từng câu từng chữ Anh nói như xét đánh ngang tay mình vậy Mình bỏ đi gia đình êm ấm Người chồng hiền lành để chạy theo cái thứ gọi là tình yêu đích thực Mà nó cay đắng như này đây Mình vừa buồn vừa sốc vừa tuyệt vọng không biết phải làm sao Sau hôm ấy anh chặn mọi thông tin liên lạc của mình Mình có không cam lòng gọi cho vợ anh làm loạn lên Hy vọng anh và vợ bỏ nhau Sẽ có cơ hội cho mình Ai ngờ vợ anh chỉ cười khẩy Tôi chẳng buồn đếm cô là người thứ bao nhiêu của chồng tôi nữa rồi Cô giỏi thì quay lại với chồng cô Rồi tìm chồng tôi mà ngủ tiếp còn báo nhã Tôi có thể nhả một thằng đàn ông không chung thủy Nhưng không bao giờ tôi nhả một cái mỏ vàng đâu Cũng ngây thơ lắm Bây giờ đã mấy năm trôi qua Mình đau xót quá Cái thai cũng không giữ được À Chồng cũ cũng đã tái hôn Nhìn con mình gọi người khác là mẹ Người từng là chồng mình tay trong tay người phụ nữ khác Thật sự mình đau xót quá Người ta vẫn nói cái gì quá cũng không tốt Và trong tình yêu cũng vậy Tôi có một mối tình khiến bao người ngưỡng mộ khi nhìn vào, thậm chí có cả sự ghen tị, đố kỵ, nhưng đâu ai biết bản chất thật ẩn sâu bên trong vỏ bọc hạnh phúc, chỉ khi ở trong chăn mới biết chăn có trận. Tôi năm nay 32 tuổi là nhân viên ngân hàng, tuy không nghiêng nước nghiêng thành, nhưng tôi có ngoại hình khá ưa nhìn, được rất nhiều chàng trai theo đuổi. Tôi luôn mơ một người chồng tương lai có thể không cần đẹp trai hay quá giàu có, nhưng ít nhất kinh tế vững vàng yêu thương tôi thật lòng Người tính không bằng trời tính Cuối cùng tôi lại yêu chàng trai hầu như chẳng có gì Còn nhỏ hơn tôi 4 tuổi Cậu ấy nghỉ học giữa chừng Sau đó làm nghề bất động sản Nhưng nay đã thất nghiệp Chúng tôi quen nhau sau vài lần cậu ta tới ngân hàng tôi giao dịch Làm thủ tục vay vốn cho khách Chỉ trong vòng một tháng tôi đã bị đánh gục Nhìn vẻ bề ngoài cộng thêm bản tính hiểu chuyện Suy nghĩ thấu đáo Tôi không thể ngờ cậu ấy là thua tuổi mình Nhưng không sao Tình yêu mà quan trọng gì tuổi tác chứ Chỉ cần yêu thật lòng là đủ rồi Tôi thường hay trêu cậu ta như vậy Chuyện tình của chúng tôi vẫn đẹp Cho tới khi công việc làm ăn của cậu ta xuống dốc Bỗng dưng trở thành người rảnh rỗi Dư giả thời gian Cậu ta luôn rơi vào trạng thái cảm xúc dễ bị kích động Rồi ghen tuông vô cớ Cho dù chỉ là một lời nói vô tình của tôi Cũng làm cậu ta suy diễn Bành trướng nó lên theo hướng tiêu cực Cậu ta luôn nói yêu tôi như phát cuồng Cảm giác mỗi ngày không gặp tôi vài lần Thì bức trước không yên Không làm gì được Có lẽ vì yêu nhiều nên ghen nhiều Cậu ta càng ngày càng kiểm soát tôi Cậu ta gọi điện nhắn tin cho tôi liên tục Ngay cả trong giờ làm việc Nếu tôi chưa kịp trép cậu ta liền tỏ ra khó chịu Thậm chí sẵn sàng đến chỗ làm của tôi để kiểm chứng Mà đặc thù công việc của tôi lại không cho phép Giải quyết công việc cá nhân trong giờ hành chính cũng vì vấn đề này chúng tôi đã cãi nhau rất nhiều lần cậu ta cũng nhận sai đấy có xin lỗi đấy nhưng mà đâu được một hai hôm rồi lại chứng nào thật đó và rồi những cuộc tụ tập trò chuyện với bạn bè đồng nghiệp của tôi cũng thưa dần đi bởi lẽ mỗi khi tôi chuẩn bị ra ngoài thì cậu ta lại bày ra một lý do gì đó để giữ chân tôi lại đỉnh điểm có một lần tôi có cuộc họp khẩn cấp cuối giờ nên không kịp báo cho cậu ta biết thế là điện thoại của tôi bị khủng bố bởi một tá cuộc gọi nhở hàng chục tin nhắn vừa bước ra khỏi phòng hợp tôi đã thấy cậu ta đứng lù lù với bộ mặt tức giận sao anh gọi cho em không trả lời hết giờ làm việc rồi thì có lý do gì để em không nghe máy phải chăng em đang làm gì mờ ám sau lưng anh cậu ta quát tháo tôi ngay trước mặt đồng nghiệp lúc đó tôi chỉ biết xấu hổ tuổi nhục bỏ ra về tôi không muốn giải thích thêm một lời nào nữa nhưng lúc về tới nhà cậu ta như một con người khác tỏ ra quan tâm yêu chiều tôi vào bếp nấu những món ăn mà tôi yêu thích rồi dụi đầu vào người tôi thủ thỉ nói lời yêu thương như chưa hề có chuyện gì xảy ra và như thế một lần nữa con người tôi lại mềm lòng mà bỏ qua tất cả sau những lần cãi vã ghen tuông vô cớ cậu ta đều xin lỗi tôi rất quỵ lụy nếu tôi không đồng ý lại khóc lóc năn nỉ van xin ỉ ôi cậu ta còn đứng đợi cả đêm trước cổng nhà tôi tới lúc tôi đồng ý thỏa hiệp mới thôi cũng vì yêu hết năm lần bảy lượt tôi bỏ qua cho cậu ta sau mỗi lần như vậy tôi luôn hy vọng cậu ta sẽ thay đổi nhưng mà tôi đã nhầm càng ngày cậu ta càng ghen tuông thái quá hơn thi thoảng cậu ta vẫn hay nói với tôi cuộc đời của anh nếu không có em thì chắc anh không sống được em là của riêng anh kiếp này anh mà không lấy được em anh cũng chẳng có ai có được em hết lời cậu ta nói khiến tôi nổi da gà tôi cảm nhận được rằng cậu ta luôn muốn sở hữu tôi cậu ta sẵn sàng làm tất cả nếu tôi nói lời chia tay tôi nghĩ đến một ngày nếu tôi muốn rời bỏ cậu ta chắc cậu ta chẳng để yên cho tôi từ bỏ Cậu ta có thể làm ra những chuyện gì thật khó mà đoán được. Hiện tại tôi đang rất rối không biết nên làm thế nào. Phải chăng chỉ vì quá yêu tôi nên cậu ta mới cư xử và hành động như vậy? Nếu tôi rời bỏ cậu ta trong lúc khó khăn này thì liệu tôi có quá đáng không? nghiện mà còn ngại chắc nói cho tôi rồi đó mấy bà Năm nay tôi 26 tuổi là gái còn zin nha Không hiểu sao mặt mũi ok tính nết cũng thân thiện Mà không thể nào có người yêu được Mọi người bảo là mình khó tính quá rồi bảo là mình hạ tiêu chuẩn xuống Nói thật chứ mình có cái tiêu chuẩn nào đâu Do mấy anh không qua tán mình đó chứ Đến khi bắt đầu than thở với mấy đứa bạn Thế là cả bọn mới mối cho một anh Nghe bảo là nhắm mỏng từ lâu cho mình Nhưng mà sợ mình không thích yêu Thế là thôi cuộc gặp mặt rất thuận lợi anh có nhiều hành động nhỏ tinh tế lắm nói chung là cuộc gặp mặt phun điểm nha mình cũng ưng ưng ổng rồi mà không biết ổng như nào thôi ai ngờ mấy đứa bạn mình về hú hết bảo là ổng đổ trạp trước mình ổng cũng hẹn mình mấy buổi hẹn sau trời linh cảm của bộ cao rồi cả nhà sau mấy buổi hẹn thì hai đứa chính thức bên nhau chưa có người yêu thì thôi có rồi thì lo thêm một chuyện vấn đề này có chút tế nhị nhưng mà trước khi có người yêu thì mình luôn nghĩ bản thân sẽ giữ cái kia cho chồng ấy nhưng mà mình chưa nói cho anh vội Tại vì bọn mình cũng chỉ là mới yêu thôi Đến lúc yêu nhau được 6 tháng Anh có chủ cả hai đi du lịch riêng với nhau Quả ấy mình có chút rén rén Nhưng mà không muốn để anh thất vọng trong chuyến đi Thì mình có nói thật với anh về quan điểm của mình Là muốn giữ cho chồng Không muốn làm chuyện ấy trước hôn nhân Tưởng anh nghe xong sẽ khó chịu hay như nào đó Nhưng không, anh cười rồi bảo Anh biết rồi mà, anh tôn trọng em Nghe xong lời anh ấy nói cũng đồng ý đi Đúng là anh người yêu chu toàn Nghe bảo là ông đã sắp xếp lên kế hoạch từ lâu rồi cơ Tất nhiên là bọn mình bút một phòng một giường rồi Anh vào phòng thì có chút ái ngại Nhìn mình nói Nếu em mà không cảm thấy thoải mái Thì anh nằm dưới sàn cũng được Tại phòng này anh đặt cũng lâu rồi á Họ bảo hết phòng để chuyển rồi Mình nghe thấy thương anh giả mang Tất nhiên là mình là người hiểu chuyện rồi Mình mới lắc đầu bảo Không sao, giường này cũng rộng mà Mồm thì nói thế chứ Tim là muốn rớt ra ngoài luôn rồi đó con trai nào mà không có nhu cầu hết mấy bà, nhưng mà thôi, mình vẫn tin người yêu lắm, chắc anh không làm gì quá trớn đâu. Cả hai đi chơi mệt nghỉ, Ông chăm chút mình từng ly từng tí luôn á, tự nhiên vớ van người yêu đúng cực phẩm, gì cũng cương cũng chiều là tôn trọng nữa chứ. Khiến mình cứ bị yêu ổng thêm Đến khi tối về mỗi đứa tắm xong thì mình mới nhận ra body người yêu mình cực phẩm lắm luôn. Có muối ừng ực luôn chứ không có đùa đâu. Mình hỏi thì ông mới thành thật là có tập gym để xứng đáng với mình hơn. Ôi rồi ôi thế có chết con tim mình không? Mồm thì bảo bản thân truyền thống nhưng mấy thấy muối anh người yêu là nuốt nuốt miếng mấy lần. Mặt mình ngắm muối thộn ra mà anh người yêu tưởng mình sợ thế là ông mới chọc. Cô nương mặt đần thối ra thế. Yên tâm anh không có ăn thịt em đâu mà sợ nói xong anh trón trén lên giường nằm sát trạc bên gốc nhìn còn tưởng anh sợ mình ăn thịt đó chứ mình buồn cười nói anh cứ nằm thoải mái đi em cũng có ăn thịt anh đâu mà sợ thế là tối đó hai đứa nằm sát trạc nhau cũng chỉ trong sáng ôm ấp hôn hít rồi ngủ chứ đâu có làm gì đâu mà cũng nể ổng thiệt nằm cạnh gái xinh lại không có chút biến động gì luôn ổng không có biến nhưng mình có nè ôm ổng ngủ xong á được sờ muối thỏa mãn vải xong mình cứ cảm thấy muốn ăn ổng luôn mà lỡ mồm bảo là bản thân thích làm chuyện ấy trước hôn nhân mới thôi chứ gái quá giờ có người yêu lại thèm biết vậy không nói còn hơn nói thì hơi ngại nhưng mà mình kiểu mồm nói không nhưng cơ thể nói có trước đó chưa gần hơi trai nên cứ sợ gần rồi thấy muốn bồ vập ghê mà bị cái là liêm sĩ ông người yêu bảo không động là không động thiệt khiến mình cũng tức Lý thuyết thì đầy người rồi đấy mà cứ gần ông người yêu là cảm giác lạ lạ. Giờ muốn bản thân được ăn ông người yêu nhưng mà không bị mất liêm sĩ thì có cách nào không? Xí hổ thật chứ. Nhưng mà chẳng lẽ đi du lịch lãng mạn như vậy lại không sơ muối được gì? Ông đúng ngon luôn mấy bà, ai đó cho xin bí quyết đi. Chứ mình bước trước khó chịu quá. Ôi mọi người ơi, em vừa được nghe chuyện về con Dương cùng lớp cấp 3 mà hả hê quá trời. Em phải gửi bài về pay để cả nước biết chuyện của nó ngay. Con Dương này ngày xưa học cùng cấp 3 với em Trời ơi, em chưa gặp ai mà xấu tính xấu nết như nó luôn á Nó học thì siêu dốt còn hay bắt nạt các bạn Nó được bọn ăn chơi ở trường tôn làm chị đại Học thì không học lúc nào cũng son phấn Còn không mặc đồng phục chảnh trẻ kinh Ngày xưa em từng bị nó bắt nạt cả một kỳ Vì cho nó chép bài nhưng không được 10 điểm đây Sau nó tìm thấy đối tượng mới nên em mới được tha Mọi người đang thắc mắc sao không bắt thầy cô đúng không? Gớm, nhà người ta hiệu trưởng đã là to Mẹ nó còn làm tận ở phòng giáo dục Hiệu trưởng thấy mẹ nó còn trung, bố nó thì mở chuỗi tiệm vàng, trải từ Bắc vào Nam, xây cái biệt phủ to vật luôn. Hôm trước họp lớp nghe mọi người kể về con hãm đó mà hả hê. Con em họ nó, nhưng hay bị nó bắt nạt. Hả hê kể hăng say lắm, trước nó ngu quá nên trượt đại học, nhưng ông già nó vẫn cố chạy cho nó vào được trường thớp, nhưng cũng chẳng học hành gì, toàn yêu với đương thôi. Đến năm ba đụng cái cưới một anh hot boy trường Ông này em thấy đợt nó mời cưới rồi Cũng sáng sủa khéo ăn khéo nói lắm Nhưng bị mỗi cái nghèo Với hơi đàn bà tí Mấy đứa đi ăn cưới về cứ đón già đón non Lạ thế nào lấy nhau về cũng lông trời lỡ đất Cơm không lành canh không ngọt Ấy vậy mà chồng nó ngoan như cúng mới tài Đây em kể các chị nghe Nhìn mặt ông ấy ai cũng sẽ đoán là sẽ lông trời lỡ đất đúng không Nhưng ngoan lắm có lần ăn dỗ có cả mẹ chồng ở đấy ông hoàng lỡ tay làm rơi vỡ cái gì ấy bà dương á lên giọng chửi chồng là đã ăn bám còn tốn tiền quan khách hai bên đứng hình luôn mẹ chồng nóng máu đứng lên hỏi ăn nói kiểu gì chỉ biết bà dương nói gì không bảy bảo mẹ chồng chỉ cần nói thêm một chữ thì ngay lập tức mẹ chồng và chồng cuốn gói về quê đừng ngửa tay xin thêm một đồng nào ôi thế là mẹ chồng bảy lại ngậm ngùi ngồi xuống mà bà dương á bảy biết mình có tiền bố thì chiều con gái nghĩ con mình là vàng là bạc con người ta là trơm là rác hay sao càng ngày càng phách lối không ra sao Hồi lấy nhau được 2 năm, bà ấy đắm chồng tím mắt, xong cứ nhẹ lúc dỗ chạp họ hàng đông đủ, bà ấy chửi chồng như hát, quanh quẩn đi lại vẫn là thằng ăn bám, thằng hèn, thằng vô tích sự, chồng bấy nhịn được mấy tài. Đấy, em mới thuật lại sơ qua cái tính đành hanh phách lối của con tranh đó, chứ thật ra còn phải kinh khủng hơn, lúc nào nó cũng nghĩ mấy đồng của nó to lắm, oách lắm, lên mặt coi thường người khác không ra gì. Cả vậy con cũng chán, ai đời đứa trẻ 3 tuổi để biết coi thường bố, chê nhà nội nghèo với bẩn, nhà nội chỉ biết xin tiền, đấy, nhưng ông trời có mắt Đầu năm vừa rồi bố Dương vừa bị bắt Vì làm ăn phi pháp Cũng trong sáng trong tối lắm Mà nghe đâu người tố cáo chính là con trẻ yêu quý Tất nhiên thì nhà họ giàu trải tiền mỗi nơi một ít Dương vẫn giàu lắm Vẫn vàng đeo đầy người Túi hiệu xịn, quần áo mua ở cơm Không có thiếu cái gì, thiếu mỗi chồng Nghe đâu ngày bố bị bắt Dương còn đang rửa mặt bằng nước mắt Chồng Dương chìa tờ đơn ly hôn ra Đời này chỉ có nó từ chối người khác, nào ai dám dạy với nó nên nó điên lắm. Nghe đâu nó lại ra tay đấm chồng, nhưng lần này anh chồng chẳng vừa, Dương phải liệt giường đến 2 tuần, bị đấm mà nó vẫn không quên gào lên. Anh trời tôi đi thì một xu cũng không có, lúc ấy anh cầu xin tôi như con chó tôi cũng không quan tâm đâu. Ồ mọi người biết gì không? Chồng Dương cũng khá, mười mấy năm mấy chút lõi được kha khá, rút được bao nhiêu ông ấy nghe hơi nồi chỗ bố con Dương nói chuyện đi buôn bất động sản các thứ giờ cũng phải được mấy chục tỷ khiếp làm chạng vương giàu thật chứ theo như mọi người nói mấy cái tiệm vàng để che mắt công việc làm ăn của bố dương nên quản lý lỏng lẻo ông anh xin cho người nhà vào làm nhân viên rồi rút lõi dần dần tầm này bố dương vừa bị còng nên cũng chẳng ai rảnh để quan tâm kiện cáo còn chồng nó vừa rút lõi được cả đống tiền lại lòi đâu ra thằng cu 6 tuổi là con của anh ta và người yêu cũ mặc dù ngoại tình là sai nhưng anh ta đáng trách một thì con tranh kia phải đáng trách 100 luôn giờ thì dương vẫn giàu nhưng nghe đâu say mấy cú sốc Nó càng ngày càng xấu tính đành hanh Với những mối quan hệ thấy bố nó ngã cũng bỏ nó đi Giờ nó chỉ còn cái vỏ Yêu đương cặp kè bọn trai bao Nhìn rõ là bê tha Xin chào mọi người Hôm nay rảnh rỗi quá Ngồi lên đây nói chuyện phím với mọi người một chút Câu chuyện nhiều chuyện hôm nay có chủ đề về mẹ chồng nàng dâu Nguồn chuyện đến từ gia đình hàng xóm của mình Gia đình bà hai Bà hai vốn là người bản xứ ở đây, tính bà thì chua ngoa đen đá, khó chịu, khó ở trong người trước giờ cả sớm ai cũng biết. Người trong sớm né bà như né tà, vì hở động tới bà thì chuyện bé sẽ xé ra to. Ai, ai cũng nhức đầu với cái mỏ hỗn suốt ngày quan quát như con vịt đẹp của bà. Chồng bà thì mất đã lâu, chắc do không chịu được cái mỏ hỗn đó, nên chậu ông bà sớm. Bà có một thằng con trai độc đinh rất nghe lời mẹ, ngày bà cưới vợ cho con ai ai đi dự lễ cưới cũng đều lo lắng cho số phận của cô con dâu mới nhà bà làm sao mà chịu nổi cảnh mẹ chồng như cọp cái đây nhưng không mình và mọi người đã lầm cái liên con dâu của bà hai ngay cái giây phút con bé cởi lớp áo của dâu xuống là đó hiện nguyên hình một con sư tử hà đông mà sư tử hà đông với cọp cái xóm này ai là bá chủ sơn lâm thì còn hạ hồi phân giải Hôm nọ mình nghe nhà bà hai có tiếng chửi đũa um sùm Cộng thêm tiếng chén đũa phan nhau đổ bể len ken Thì cũng chạy ra cửa hóng Mình nghe đâu được câu câu được câu mất Nhưng hiểu đại ý thế này Bà hai mấy hôm nay nhạt miệng nên muốn ăn canh chua Có sai bảo con dâu nhớ nấu canh chua lá giang Nhiều tôm ít tép cho mình Nhưng con dâu tới tháng khi ăn chua bị đau bụng Lại muốn ăn canh củ dền cho bổ máu Ấy thế mà mặc kệ bà mẹ chồng bị nhạt miệng Cô con dâu có quan điểm đứa nào đi chợ, đứa nào vào bếp thì đứa đó quyết định món ăn. Thế là một tô canh củ dền được bày ra mâm trong sự tức giận đến lên tăng xong của bà hai. Không biết có cái lỗ tai không mà mẹ chồng bảo nấu canh chua mà lại đi nấu canh củ dền. Tôi đã nhạt miệng mấy hôm nay rồi. Cô muốn tôi không ăn được tôi bỏ bữa tôi bệnh tôi chết có phải không? Cái liên nhẹ nhàng đáp lại bằng cái giọng trên quảng tám. Mẹ kén ăn nó vừa vừa thôi. Mẹ làm như nhà này có mình mẹ bệnh mẹ mệt Con đang đến tháng cũng phải vào bếp nấu nướng Hầu như bữa cơm mà mẹ còn khen chê Mẹ không ăn được thì mẹ nhịn đi Nhịn một bữa con không có chết được đâu mà mẹ lo Wow quá dữ Sau đó là tiếng bà hai khóc than kêu trời Kêu đất mắng con dâu trời đánh Cô con dâu thì trách mẹ chồng khó khăn Cơm canh đã dâng tới miệng rồi còn ống hẹo Bà hai lật cả mâm cơm Bảo vì lý do bà không ăn được Thì không ai được ăn Cô con dâu cũng lòng lộn lên Vì công sức mình vật vả nấu nướng cả buổi sáng mà mộng chè nở đạp đổ con bé hét vào mặt mộng chè con dọn cơm lên mâm đàng hoàng mà mẹ không muốn mẹ muốn ăn cơm dưới đất thì con chiều kể từ dạo đấy mình thấy cái liên dọn cơm mời bà hai toàn là dọn ở dưới đất còn con bé thì vẫn ngang nhiên ngồi trên mâm cao mà ăn bà hai lên thăng xong mấy lần mà con bé vẫn không nhượng bộ bà hai không chịu nổi nữa liền xỉ vào cái đầu cái liên mà mắng bố mẹ cô dạy cô cái thói mất dạy đó phải không có tin là tôi đến tận nhà bố mẹ cô Tôi mắng cả họ nhà cô hay không Liên cười khẩy với giọng đầy thách thức Mẹ thích đó thì con chịu, Bố mẹ con tính không nói nhiều đâu Gặp là bụp á Bà hai nghe vậy thì trén Vì vốn tính bà lớn mồm thôi Chứ người như con nháy thì đánh đắm thắng ai Cái Liên đã dắt xe xuống sân mời mẹ chồng lên xe Mà thẳng tiến đến nhà bố mẹ con dâu mà mắng Nhưng mà bà hai chỉ lớn mồm hù dọa Chứ không dám lên xe Thế là cái Liên bế luôn mẹ chồng lên xe Kèm theo lời thách thức Nè, mẹ có ngon thì mẹ cứ việc đi. Con đã dẫn xe sẵn cho mẹ, nhưng con nói trước cho mẹ biết bố mẹ con không có hiền như con đâu. Bà hai vô thế, đi mắng vốn thì không dám, mà ở lại thì cũng không được với con dâu. May mà thằng con trai về kịp cứu giá. Chà, cái nhà này vui nghe, chắc cũng 49 gặp 50. Vui nhất là ông con trai chỉ đứng ở giữa, bên vợ thì sợ mẹ buồn, mà bên mẹ thì sợ vợ bỏ. Cả sớm mình thì được xem nhiều vở kịch hay, Thật không ngờ có ngày võ quýt dày là bà hai Cũng gặp phải móng tay nhọn là cô con dâu này Ô oh, cũng là định mệnh Nhiều chị gái bây giờ lạ lắm Nhìn đâu cũng thấy người ta có cảm tình với bộ mình Như kiểu là một loại siêu năng lực hay sao Em đã nói thẳng đuột ra như thế rồi Mà vẫn cho rằng bộ mình là nhất Đùa chứ tưởng bộ mình là Chris Evans Niềm tự hào của nước Mỹ hay gì Nhìn như đích què, ảo tưởng mình là sô-cô-la hạng nhất, nhưng thực chất là có hạng ba thì đúng hơn. Đây, để em kể cho mọi người cái chuyện rõ bức xúc em phải đối mặt bữa nọ. Chẳng là anh trai em gần đây trúng thầu được dự án lớn, nếu làm tốt thì lợi nhuận cứ phải gọi là không cần phải nghĩ, nên cả nhà em mừng lắm, quyết định nhân vụ này thì đi ra nhà hàng cao cấp làm một bữa linh đình cho phấn khởi. Nhưng mà khổ cho cái thân em là trúng ngày đi học ca tối phải 6 giờ mới về đến nơi, nên cả nhà nói là sẽ đến trước, đợi em về tắm rửa thay quần áo xong thì bắt taxi đến nhà hàng. Do ăn tối ở nhà hàng cao cấp đã đặt trước Nên đến muộn thì cũng không hay Thành ra em phải chuẩn bị rất nhanh Thay xong bộ váy ưng ý nhất trong tủ đồ Mà em chưa có dịp mặc Cộng với mấy phụ kiện nhỏ nhỏ cho đỡ trống Là em lên đường luôn Mang tâm trạng háo hức ngày hôm nay Không chỉ ăn ngon mà có thể chụp thêm vài kiểu ảnh đẹp Đăng lên trên trang cá nhân Thì cứ phải gọi là Ô mê lý Đường vắng nên chả mấy mà em tới nơi, không quá muộn so với giờ hẹn cũng rõ là may. Đến lúc này thì em mới mở tin nhắn ra, Chết xem tin nhắn bố gửi đặt phòng nào. Thì thấy viết là phòng số 6 nên theo chỉ dẫn của phục vụ, em cứ thế mà lên thôi. Nhưng mở cửa vào phòng thì gia đình em đâu không thấy, chỉ thấy một anh trai mặc vest đang say bí tỉ. Cũng hơi đoản chút nha, em tính đi ra rồi đấy, chứ thì ông ấy quay lại giữ chặt tay em, Ngọc. Em làm xấu mặt anh với đối tác như vậy, Em vừa lòng chưa hả Sao lúc nào em cũng bốc đồng thiếu suy nghĩ Mà không thể quan tâm đến cảm nhận của anh vui chỉ một lần Ê anh dì ơi Em tên là Hương mà anh Em nghĩ chắc ổng say mất nhận thức rồi Nên cũng thẳng thừng rút tay ra Mở cửa định đi khỏi Thì lại bắt gặp một người con gái bước vào Vừa nhìn thấy em em còn chưa kịp nói gì Cô ả đã to tiếng Con chó này mày là ai Sao mày dám vô đây Mày tính đến quyến rũ người yêu tao hả Thứ hạ đẳng mà cũng muốn trèo cao Nãy giờ tôi nhịn hai ông bà hơi nhiều rồi đó nghe em cũng chẳng thèm giữ lịch sự với con này đanh giọng ác lời chị gái ơi tôi chẳng qua chỉ là đi nhầm phòng thôi chứ còn không biết anh người yêu chị là ai nữa chưa kể vừa vào chị đã văn bảy tùm lum thế này tôi nghĩ là không bằng chị nên bớt nói lại dù miệng không nói được lời hay ý đẹp thì cũng đỡ làm bẩn xã hội dứt câu thì em té luôn dạy gì mà ở lại cãi nhau chửi nhau với con mụ điên đó vừa tốn nước bọt vừa ngu cái đầu xong em mới gọi lại cho anh để hỏi số phòng thì hóa ra nãy do bố say quá nên nhìn nhầm số Đáng ra nhà em đang ăn ở phòng số 9 cơ Hay lắm bố yêu của con Bố có biết vì sự nhầm lẫn tai hại ban nãy Mà con suýt nữa Thì bị người ta chửi cho không còn mặt mũi luôn không Cũng may là tính tình em không dễ đụng vào Chứ gặp phải người hiền lành là ấm ức rồi Sau đó thì bữa ăn ngon quá Nên em cũng quên bén vụ kia luôn Cho đến lúc ra thanh toán Em lại gặp phải đôi trai buồn gái hãm tài kia Đùa đã cố tránh mặt đi rồi Thế mà con mụ kia nhìn thấy em lại xông ra cái mỏ một lần nữa hoạt động mất kiểm soát Đấy tao biết ngay mà Làm gì mà có chuyện mày buông tha người yêu tao dễ vậy Sao xuất hiện ở đây có ý gì Khiếp con gái con lứa mới nước mắt đã trang điểm Tính đi làm sugar baby ở độ tuổi này rồi hả cưng Khởi nghiệp kể cũng sớm Nè chị bảo nếu mà cần thì để chị giới thiệu vài anh cho Chứ đụng vào người yêu chị là mày xong đời với tao đó con ranh Sao cái mỏ mũ này ồm ào vẫn biết Lại nhìn sang ông người yêu bên cạnh đang say khước Râu thì như mấy hôm rồi chưa cạo Mắt trũng quần tham các kiểu Còn cả mấy nốt đỏ như mụn mới hết Em thề chỉ có một chữ hiện lên trong đầu Chê Đúng lúc này thì ông anh của em thanh toán xong Nên tiến lại xem có việc gì Em mới nhanh trí khoát tay ổng rồi thúc thích Anh yêu ơi Anh xem bà già này nói gì em nè Mặt thì dày cả tấn phấn mà cũng mắng đứa chỉ bôi một lớp son như em Đã vậy còn đổ váy cho em là thích đàn ông của bà đó nữa Anh phải đòi lại công bằng cho em từ trước tới nay em chỉ có mỗi anh thôi Bà cô ta dám đặt điều săn bậy Ông anh em nhìn em nháy mắt là cũng hiểu ra mọi chuyện rồi Chấp nhận bỏ qua cái cảm giác nổi da gà Để diễn cùng em luôn Này Nãy tôi đã có cảm giác hơi quen rồi Nhưng cô đây là người yêu cổ Thanh đúng chứ Đợt rồi Thanh không chỉ không ký được hợp đồng Còn bị đối tác gửi feedback Là để chuyện cá nhân xen vào chuyện làm ăn Không quản lý chặt chẽ Khiến cho người yêu đi đánh ghen cả nhân viên bên đối tác Tuần này tôi đã hợp với các nhân viên để chấn chỉnh rồi quyết định ngày mai sẽ tiến hành sa thải cậu Thanh khỏi vị trí trưởng phòng. Còn nữa, việc cô xúc phạm em ấy, tôi sẽ gửi đơn cho chính quyền tố cáo cô tội xúc phạm danh dự nhân phẩm uy tín người khác. Cộng thêm việc cô làm ảnh hưởng đến công ty sẽ bị quy về trách nhiệm của cậu Thanh, phải bồi thường thiệt hại cho công ty. Cứ đợi đấy, ngày mai tôi sẽ bảo luật sư trực tiếp xử lý vụ này. Ô, đúng là đi vào lòng đất. Người yêu ông Thanh lại là cấp dưới của ông anh mình, đã vậy còn gây ra xì căng đan, gây ảnh hưởng đến công ty, khiến ông ấy vất vả lắm mới giải quyết xong. Giờ thì hay rồi Cô người yêu báo khiến cho tội trạng càng thêm nặng Cộng với việc đụng đến mình nữa Thì cô ả cứ là xác định hết đường cứu đi Ô cũng là cái giá đáng phải trả cho mụ đó Bồ như đất què mà cũng nghĩ người ta thèm khác Ảo tưởng sức mạnh cho cố vô Thật sự em không biết em có duyên nợ gì với ông sếp của em Mà đến có thể dính lấy nhau những ba năm trời như vậy luôn á Thân nhau cho lắm rồi Mà đến cả chuyện nhà của anh sếp mình cũng nằm trong lòng bàn tay luôn Sếp khôn chợ mà dạy nhà ghê gớm luôn á May có em giúp nha Chào mọi người em tên Phương Là làm nhân viên phòng hành chính nhân sự Kim luôn chân sai vặt của sếp Hưng Cũng xương xương ba năm trời rồi Không biết mọi người có giống em không Chứ một ngày anh sếp gọi em đến bốn chục lần luôn vậy đó Sốt ruột thật sự Khi mới vào anh Hưng còn phỏng vấn gắt lắm Hỏi han nghiêm túc này nọ Nhưng chưa được một tháng Ngày nào cũng Phương ơi Phương à hoài luôn á Hôm nay anh Hưng đứng trước bàn em đang định dặn dò thì em giơ tay chặn luôn em nói phương ơi xem giúp anh cái hợp đồng này nha anh đang cần gấp em phải xem kỹ từ trang đầu đến trang cuối không được bỏ sót trang nào đến cuối ngày anh lấy nhớ có làm sao là em không chịu được trách nhiệm đâu anh hưng đơ người ra ủa sao mày biết anh định nói gì ba năm rồi anh à em nhìn anh ấy với nụ cười công nghiệp anh ấy mới gãi đầu rồi đi vào ấy thế mà sáng hôm sau anh Hưng hối hả chạy vào công ty Hỏi em hợp đồng anh đâu Sếp ơi là sếp Hợp đồng là anh cầm anh hỏi em sao kỳ vậy Anh đứng trách rồi hỏi áo của anh Vậy của anh đâu nữa chứ Nhất nhất cái đầu em là bảo mẫu của anh tại công ty hết trời Vài hôm sau em nghỉ việc ở nhà Một ngày đẹp trời như vậy không thể lãng phí đi làm được Đang chiêu chiêu trên phố thì anh Hưng gọi điện Em cũng chẳng hỏng luôn Phương ơi mua chanh cốc cà phê ít đường nhiều đá Mang lên phòng anh luôn nha anh buồn ngủ quá rồi, nhưng anh ơi, hôm nay em nghỉ không có đi làm, anh tự giác đi nha. Anh Hưng đơ ra rồi vội vàng. Sao em lại nghỉ? Anh đã duyệt cho em nghỉ đâu? Hay em định nghỉ luôn không thèm xin phép hả? Anh ơi, anh đừng có dọa em nữa. Lần này đã là lần thứ 15 trong năm anh muốn đuổi em rồi. Em quá mệt mỏi, chào xếp rồi tắt máy luôn. Có ngày nghỉ mà cũng không yên thân nữa là sao? Dọa nhiều mà ngán luôn á trời. Nghỉ thì nghỉ, anh ngon anh ký đi. Đến chiều anh ấy gọi em lần nữa, bảo em đến công ty đi. Anh ấy mua trà sữa cho em rồi Đến anh ấy nhờ chút việc, đó thiếu tôi một ngày có chịu được không? Từ làm bổ mổ trên công ty, em Kim luôn bắt gian giúp sếp luôn. Hôm đó là ngày đẹp trời, em đi chơi với lũ bạn, gặp ngay con người yêu sếp, đang đi với anh trai bạn thân của anh Hưng. Em thuộc luôn cái dòng họ nhà sếp hơn cả anh ấy luôn mà. Em lôi điện thoại ra, chụp cận cảnh từ đầu đến đích, từng hành động cử chỉ của chị gái coi như có tí bằng chứng. Sáng hôm sau đi làm, anh Hưng buồn bã đi đến chỗ em. Phương, nay anh buồn quá à? Anh không có tâm trạng làm việc nữa Em nắm bắt luôn tâm lý Có phải là anh đang lo chuyện bồ anh đi với người khác Vào đúng sinh nhật anh không Đây anh xem đi Trong đây em tập hợp tất cả mối quan hệ Chứng cứ của cô người yêu anh với bạn thân anh Anh xem kỹ lại coi Nếu cần em giúp thì cứ nói Bạn bè 3 năm em sẽ nghĩ cách cho Anh hưng mắt chữ A miệng chữ O Ôi, Em đúng là nhân viên của anh Em giúp anh đi anh sẽ tăng lương Giới thiệu thằng em trai của anh cho mày Kèo đã lên em kêu gọi vài chị trong công ty cùng sếp đi đánh ghen gì chứ việc này cứ để mỏ hổn em dẫn đầu vậy là em mò theo dấu vết biết được hai anh chị hôm nay đi tìm nơi tâm sự ngay trung tâm quận 1 em bố trí hai chị gái vào phòng đối diện hai chị gái vào phòng bên cạnh còn em với anh hưng giả làm cặp đôi đi vào đứng trước cửa em từ tốn gõ cửa thì anh trai mò đầu ra em liền lôi anh trai ra hét lên trời ơi, anh dám bỏ tôi đi theo người khác anh đúng là đáng chết mà trời đất ơi đến đây mà coi chồng tôi đi cặp bồ cặp bịch nè mọi người ơi bốn chị được bố trí sẵn phi ra đâu đâu mấy đứa ngoại tình là phải xẻo họa mi cho chừa đi chừa đi thằng đó đâu em giả vờ khóc nớt rồi chỉ về phía anh trai mấy chị gái tấn công trực diện như hổ đói tiếp theo em đi vào thấy chị người yêu xếp đang quấn mỗi cái khăn à dám giật chồng tôi chị to gan thật đấy em nhảy vào người chị gái đè ra giường tắt hai phát đưa cho anh hưng đi vào chứng kiến trọn cảnh bà chị nhìn thấy anh hưng liền câm nín không cãi cũng chẳng dám dãy nữa giờ thì đẹp mặt chưa cả đôi bị tấn quá trời quá đất anh trai kia còn tức giận vì ăn đòn oan, nhưng khi nhìn thấy anh Hưng đứng đó thì cũng chỉ dám câm nín thôi. Em kết thúc vở kịch, ở thôi chết, em nhận nhầm bồ, hình như ở tầng dưới em xin phép đi trước ạ. À. Năm nay chị em sắp đích đi về để sếp nói chuyện nốt với hai người, chuyện riêng. Hôm sau đến công ty sếp có vẻ vẫn còn buồn lắm, em bảo ông đi chiêu còn việc em làm cho mới thôi đó. Đó, chưa em phải được phong là nhân viên của năm mới đúng. Hiểu sếp tận tình với sếp như vậy cơ mà sếp hưng nhớ tăng lương với giới thiệu em trai cho em đó em cũng có quên đâu ạ à.